Rồi em quay cái đầu máy 254 này em gửi cho anh nha, anh Năng. Anh Năng này ở Thanh Hóa ha, đã ủng hộ em 5 cây máy à. Cây này là cây thứ 5 ha. Mà anh ăn chỉ chuyên xài dòng hưu thôi anh em. Đang rất là mà chịu chơi luôn. Anh đang đi khai thác ha, nên chỉ xài dòng hưu thôi. Anh mua 242, 246, 254 của em. À, cây này cây thứ 5 rồi ha. Con này con VIP ha. Nguyên gin. Chỉ mới cứ rửa dầu rồi thôi ha. Được bãi về. Rồi bóp áp vô giật nhẹ là chạy ha. Rồi giật cho anh em coi ha. Rồi em chúc anh Năng có một con máy bền để làm việc cho nó ổn định ha. Rồi em sẽ gửi hàng cho anh Năng.